Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu chú hươu cao cổ nhồi bông như thế này. Bên trên thì mình có trang trí họa tiết mặt của hươu cũng như là có hai tai và sừng ha. Bên dưới mình làm bốn chân cho sản phẩm của mình được đứng lên nè. Đây, mẫu hươu cao cổ nhồi bông như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.0mm, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình đầu kim lớn hơn hoặc là bằng sợi len cũng được ha, cho cái sản phẩm của mình được chắc chắn hơn. Đây là đầu kim của mình nè. Ngoài ra còn có kéo cắt len, hai hạt nút mình dùng để trang trí cho mắt của hươu, kim khâu len và kim đánh dấu. Ngoài ra dụng cụ không thể thiếu là gòn nhồi ha, để mình có thể nhồi vào trong cái phần thân của hươu nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 8 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi đã móc lên được sợi dây móc xích dài 8 mũi móc như thế này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 8 một mũi móc đơn. Tương tự chân móc thứ 7 cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Các bạn sẽ móc cho mình 8 chân móc, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ 4 cho chân thứ 4. Tiếp tục móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5. Móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Sau khi đã được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc liên tiếp với nhau thì ở cái chân móc thứ 8 là chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân móc ha. 1. Móc đơn thứ 2 và tiếp tục móc đơn thứ 3. Như vậy là ở chân móc cuối cùng mình sẽ có 3 mũi móc đơn ha. Bây giờ ta sẽ quay ngược đầu móc lại và móc vào các cái chân móc này nè, chân móc ta vừa móc á. Thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái chân móc kế bên và móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Chân móc thứ 6 của sợi dây móc xích này cũng móc một mũi móc đơn nè. Đây, móc cho mình 6 mũi còn lại. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Đây, các bạn sẽ giấu vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Cứ móc lần lượt cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được gần đến cuối hàng các cái mũi móc đơn nè, thì các bạn lưu ý cho mình ở cái mũi móc cuối cùng, cũng là cái mũi móc đầu tiên mà mình gây nên mũi móc đơn đầu tiên á, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn ha. Tính luôn cái mũi móc đơn đầu tiên ta gây nên này là một mũi, thì các bạn sẽ móc được vào đây 3 mũi móc đơn nè. Đây, như vậy là mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này, là cái chân móc đầu tiên mà ta móc mũi móc đơn luôn á. Và ở cái mẫu này mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc ha, ta không kết mũi nè. Mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc cho cái phần thân này. Nên ở đây các bạn sẽ sử dụng kim đánh dấu để đánh dấu cái mũi móc đầu tiên ha. Và trước khi đánh dấu cái mũi móc đầu tiên, các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi móc đơn đầu tiên mà ta gây nên ở đây nè. Các bạn sẽ móc luôn cho mình vào đây 2 mũi móc đơn liên tiếp với nhau vào cùng một chân móc. Móc đơn thứ 2 nè. Như vậy là khi ta móc được vào cái chân móc đầu tiên này rồi á, thì lúc này cái vòng móc của mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc nè. Đây, ta sẽ không có điểm kết mũi ở đây và cái vòng của mình nó sẽ bắt đầu móc xoắn ốc ha. Và cái điểm này nó cũng là cái điểm đầu tiên cho cái hàng móc thứ 2 mà ta gây nên nè. Tiếp tục ở vòng móc thứ 2, các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc kế tiếp bên này,
Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Chân bên cạnh móc một mũi móc đơn nè, và các cái chân móc kế bên này cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Để phân biệt được đâu là cái điểm đầu tiên của hàng móc thì các bạn sẽ dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở đây nè. Là cái chân móc mà ta có hai điểm cùng chân á. Đánh dấu cho mình vào chân móc thứ hai ha. Khi đã có được điểm đánh dấu cho cái vòng móc tiếp theo rồi thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình, mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã có được các cái mũi móc đơn cho nửa vòng móc đầu tiên này rồi, đến cái chân móc tiếp theo sẽ là cái chân móc đầu tiên của ba mũi có cùng một chân móc ở phía dưới. Tức là ở phía dưới ta có một cái chân móc có 3 mũi này nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân móc thứ hai của cái cụm này cũng móc 2 mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai. Tiếp tục chân móc thứ ba này cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 và 2. Lúc này ở cái góc này ta sẽ có được 6 mũi móc. Là ta sẽ tăng được 3 mũi móc ở cái vòng tròn này ha. Các bạn sẽ tăng cho mình được 3 mũi móc nè. Mỗi chân móc ta sẽ có 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây lúc này ta sẽ tăng lên được 3 mũi ở cái vòng này ha. Sau đó làm tiếp tục cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái đỉnh móc tiếp theo bên này thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở phía dưới mình có gây nên 2 mũi móc đơn để tạo nên 3 mũi móc đơn cho cái điểm cuối cùng này, thì hai cái mũi móc đơn này các bạn cũng móc tương tự cho mình ha, cũng móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tính luôn cái mũi móc đầu tiên mà ta gây nên móc 2 mũi móc đơn rồi á, thì ở đây mình cũng tăng lên được 3 mũi nè. Chân móc thứ nhất này móc 2 mũi móc đơn nè, 1 và 2. Tương tự chân móc thứ hai của ba mũi có cùng một chân móc ở phía dưới này nè, cái chân móc thứ hai này cũng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình cũng tăng lên được 3 mũi móc ha. Tính luôn cả hai mũi móc đầu tiên ta gây nên của cái hàng móc thứ hai này nè, ta cũng tăng lên được 3 mũi và bằng với số mũi của đầu móc bên này. Thì để tiếp tục móc tiếp cái vòng móc thứ ba, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra. Ở cái điểm này các bạn để ý cho mình nè, ta có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Để bắt đầu cái vòng móc tiếp theo á, đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc như thế này, mũi thứ nhất nè và mũi thứ hai bên cạnh, thì ở đây mình cũng thêm mũi ha. Đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc, mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, thì cái mũi thứ nhất á các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Sau đó ở cái chân móc thứ hai của hai mũi móc có cùng một chân á, đây mũi thứ hai nè, thì cái mũi thứ hai này các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn, móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Thì đây sẽ là cái điểm móc đầu tiên để ta bắt đầu cái vòng móc tiếp theo nè. Ta đã thêm được một mũi ở đây rồi, các bạn dùng kim đánh dấu cho mình một điểm bất kỳ ở cái điểm này ha, để ta có thể phân biệt được đâu là cái điểm để bắt đầu cái vòng móc á. Ta sẽ đánh dấu vào đây nè. Sau khi đã có được điểm đánh dấu cho vòng móc tiếp theo á, thì các bạn tiếp tục móc cho mình nè, ở các cái chân móc kế tiếp bên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Và sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn như thế này cho đến hai cái chân móc có cùng một chân ở phía dưới nè, đây của cái cụm ba mũi ở phía dưới này, thì ta sẽ có hai chân móc có cùng một chân ở phía dưới. Đây hai chân móc này có cùng một chân móc ở phía dưới ha, hai cái mũi móc này có cùng một chân móc nè, thì cái mũi móc thứ nhất này ta sẽ móc một mũi móc đơn.
Khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân á, đây là hai mũi nè, có cùng một chân móc, thì cái mũi móc thứ hai ta sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình cũng tăng lên được một mũi móc nè, vào chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân. Tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên ha, móc một mũi móc đơn. Khi gặp cái chân móc thứ hai nè, đây là chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới. Đây. Thì cái chân thứ hai này sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Ta tăng thêm được mũi móc thứ hai nè. Tương tự chân kế bên móc một mũi móc đơn. Khi gặp cái chân thứ hai, đây, hai mũi có cùng một chân móc, thì cái chân thứ hai này ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn, tương tự như các cái chân móc mà ta vừa móc ha. Móc vào chân thứ hai này hai mũi móc đơn nè. Thì lúc này cái vòng móc này của mình sẽ tăng được 3 điểm ở cái vòng bên này ha. Ở cái phần bầu bên này ta sẽ tăng lên được 3 mũi móc nè. Và tăng vào cái chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như phần đối diện bên cạnh ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình cho đến khi ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân nè. Đây, các cái mũi móc đơn mình đã hoàn thành rồi. Thì khi gặp hai chân móc có cùng một mũi móc ở phía dưới á, thì luôn luôn cái chân thứ hai của mình, cái chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới, ta sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh một mũi móc đơn. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc nè, hai mũi có cùng một chân móc thì chân thứ hai móc hai mũi móc đơn. Thì ta sẽ kết thúc được cái vòng móc thứ ba ha, vòng móc thứ ba cho cái phần thân dưới. Như vậy là tính luôn cả cái mũi móc đầu tiên mà mình thêm ở đây nè, thì cái phần bên này mình cũng tăng lên được 3 mũi móc ha. Bắt đầu từ cái điểm mà ta đánh dấu. Và ta cũng tăng đều được hai bên, mỗi bên là 3 mũi móc. Thì từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc xoắn ốc cho mình ha. Cứ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp chân móc thứ hai á, đây mình tháo kim đánh dấu ra cho các bạn dễ thấy mũi móc ha. Khi mà ta gặp cái chân móc thứ hai nè, đây hai mũi có cùng một chân móc, hai mũi này nè có cùng một chân móc ở phía dưới ha, thì cái chân thứ hai luôn luôn ta móc vào đó hai mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cái phần thân của hươu mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc như thế này ha. Các bạn cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ hai nè, đây hai mũi móc có cùng một chân, thì cái chân thứ hai luôn luôn ta móc vào đó hai mũi móc đơn ha. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại nè. Chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân thì ta cũng móc vào đó hai mũi móc đơn. Thì cái điểm tiếp theo mà ta móc nè, đây chân thứ hai này móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân á, thì ta luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn. Và từ đây sẽ bắt đầu móc xoắn ốc cho mình ha. Mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân thứ hai nè, hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới, thì chân thứ hai luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cái phần thân dưới của mình là móc xoắn ốc nè. Đây, các bạn cứ tăng dần đều cho mình mỗi bên là 3 mũi cho mỗi vòng ha. Ta cứ móc xoắn ốc cho đến khi cái phần thân này các bạn cảm thấy nó đạt được cái độ to của hươu rồi thì các bạn ngưng nha.
Và cứ tương tự như vậy, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi nào mà các bạn gặp cái chân móc thứ hai nè, đây đây là hai mũi móc có cùng một chân móc ở phía dưới, mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, hai mũi này có cùng một chân móc ở phía dưới, thì ta luôn luôn móc vào chân thứ hai hai mũi móc đơn ha. Tương tự như chân móc này cũng vậy nè, thêm vào cái chân móc thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân móc, sau đó móc xoắn ốc cho mình cho đến khi đạt được cái độ rộng của phần thân hươu ha. Thì đối với size của chú hươu này mình đã tăng lên được 9 vòng móc. Ở mỗi vòng móc thì mình cũng tăng được 6 điểm ha. Đây, bên này tăng 3 điểm nè. Và cái bên đối diện cũng tăng lên 3 điểm ha. Mình tăng lên được 9 vòng móc. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân đi lên. Hoặc là những bạn nào mà muốn cái phần thân hươu của mình được to hơn á thì có thể thêm nhiều vòng móc hơn nữa nha. Và lưu ý cho mình ở cái điểm mà ta kết thúc thêm mũi á, nó sẽ thẳng hàng với cái điểm nằm chính giữa nè. Ở cái phần mà ta đánh dấu ở đây, có cái mũi móc đánh dấu. Thì cái điểm bắt đầu của cái phần thân đi lên sẽ là cái điểm ở chính giữa này ha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân đi lên ở giữa hai cái điểm này nha. Ta sẽ tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu lên cái hàng móc phía trên này, để cái mũi móc đánh dấu của mình được gần với cái hàng móc hơn ha. Đây, ta hoàn tất được cái phần thân phía dưới. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân đi lên ha. Đối với phần thân đi lên cũng tương tự, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái phần thân đi lên này các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ không tăng mũi nữa cho cái phần thân này nó có cái độ cao ha. Khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân thì các bạn cũng móc cho mình vào đó một mũi móc đơn thôi, tức là ta sẽ không tăng mũi nè. Đây, chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới thì ta cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Cái phần thân đi lên các bạn cũng tiến hành móc xoắn ốc cho mình nè. Ta sẽ móc xoắn ốc như thế này. Mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta không tăng mũi nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của cái phần thân hươu ha. Và để xác định được chiều cao của phần thân hươu á, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái phần đáy phía dưới. Thì cái phần đáy phía dưới mình móc 9 hàng móc, ở cái phần thân đi lên ta cũng móc 9 hàng móc ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình không tăng mũi nên chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc thì cái chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại nè. Cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ móc xoắn ốc như thế này cho đến khi đạt được cái độ cao chính hàng móc tương tự giống như cái phần đáy nha. Sau khi đã móc lên được 9 hàng móc thì điểm kết thúc cuối cùng của cái vòng móc này nó sẽ nằm thẳng hàng với cái điểm móc mà ta đánh dấu ở phía dưới ha. Đây, cái điểm móc mà ta đánh dấu ở phía dưới các bạn sẽ giống thẳng hàng lên và đây sẽ là điểm kết thúc của vòng móc nè. Và cái phần thân đi lên nó cũng bằng 9 hàng móc so với cái phần thân phía dưới mà mình thêm mũi ha. Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình thêm ở vòng móc cuối cùng của cái phần đáy á. Đây là một cụm móc nè. Ta có 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chân riêng lẻ và hai chân thứ 8 và thứ 9 chụm lại thành một chân nè. Ở đây mình có 9 mũi móc ha.
Và chính hàng móc thêm ở cái phần đáy cũng bằng số hàng móc mà ta thêm ở cái phần thân đi lên. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ở phía trên ha. Bắt đầu từ cái điểm thẳng hàng với cái điểm mà ta đánh dấu ở phía dưới nè. Mình sẽ tiến hành tạo bo ở cái phần mông cũng như là phần bụng của hươu. Và để tạo được cái độ bo ở phần mông, các bạn cũng đếm cho mình. Ở đây mình có 9 hàng móc thêm ở phần đáy ha. Thì ta sẽ chia đôi ra, các bạn sẽ lấy cho mình 4 hàng móc để mình có thể tạo được cái phần mông ở phía dưới trước. Đây, ở đây mình sẽ tạo cái phần mông ở cái điểm phía dưới này ha. Còn cái phần phía trên, cái phần mà thẳng hàng với cái điểm đánh dấu ở đây nè, ta sẽ là cái phần bụng. Phần phía sau này mình sẽ tiến hành giảm mũi trước để mình tạo phần mông ha. Và để xác định được số hàng móc giảm mũi ở phần mông, các bạn cũng dựa cho mình vào cái phần mặt ở đáy của thân hươu nè. Ta có 9 hàng móc tăng mũi, thì ở đây các bạn chia đôi ra, ta sẽ tiến hành dùng 4 hàng móc đầu tiên để mình giảm mũi ở phần mông ha. Từ cái điểm mà ta kết thúc của vòng móc, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, từ cái điểm mà ta bắt đầu móc của cái vòng móc ha. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn nè, các bạn để ý ở phần mặt đế ha. Đây, ở đây ta có 3 điểm tăng mũi nè. Thì thẳng hàng với cái điểm thứ nhất ở đây, đây là cái điểm tăng mũi thứ nhất của cái phần mông ha. Thì từ đây các bạn sẽ giống thẳng hàng lên cho mình. Và điểm đầu tiên mà ta giảm mũi sẽ là hai chân móc này ha. Đây, ta sẽ giảm một mũi móc ở đây, thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên của cái phần tăng mũi phía dưới á. Các bạn sẽ giống thẳng hàng lên nè. Sau đó mình sẽ chụm hai chân móc liên tiếp lại thành một chân. Các bạn tiến hành đâm kim cho mình lần lượt vào hai chân móc liên tiếp với nhau. Đâm kim vào chân này ha, thẳng hàng với cái mũi mà ta thêm phía dưới á. Đây, giống thẳng hàng lên, ta sẽ giảm mũi ha. Đâm kim vào chân này, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên. Đây, chân kế bên, kéo len. Khi chân kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là ở đây mình đã giảm được một mũi móc nè. Hai chân phía dưới giảm lại thành một mũi phía trên ha. Ở hàng móc thêm cuối cùng của cái phần đáy phía dưới á, ta có 9 mũi móc, 7 mũi ở mỗi chân và 2 mũi thứ 8, thứ 9 là chung một chân nè. Thì 7 mũi mỗi chân đó các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 7 mũi nè. Mũi móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Đơn thứ hai cho chân thứ hai. Tiếp tục móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và móc đơn thứ bảy cho chân thứ bảy. Sau khi đã được 7 mũi liên tiếp vào 7 chân móc thì chân móc thứ 8 và thứ 9 các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Và cái chân thứ 8, thứ 9 này nó cũng thẳng hàng với hai cái mũi móc mà ta tăng ở phía dưới nè. Của cái cụm thứ hai á. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Đâm kim vào chân kế bên nè, chân thứ 8, sau đó kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 9. Kéo len, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Tương tự cho cụm chân móc thứ ba cũng vậy ha. Ở đây mình đã giảm được hai mũi móc và cũng thẳng hàng với hai mũi mà ta thêm ở phần đáy. Thì lúc này sẽ móc tiếp cho mình một mũi giảm ở đây nữa. Ta sẽ có 7 chân móc liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai, tiếp tục móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư cho chân thứ tư, móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm, tiếp tục mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Khi đã được 7 mũi móc đơn liên tiếp thì chụm lại chân thứ 8 và thứ 9 thành một chân ha. Ta cũng đâm kim lần lượt vào chân thứ 8 và thứ 9, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là ở đây mình vừa giảm được 3 mũi móc ở cái phần mông của thân hươu nè. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta
ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Ở cái phần thân trước cũng vậy nha, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc cho mình cho đến cái mũi chụm đầu tiên mà ta gặp ở cái phần mông của thân hươu nè. Ở đây sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà ta chụm đầu tiên ở cái phần mông phía sau của thân hươu á, thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình một điểm ở đây ha. Tức là cái chân mà ta chụm phía dưới này với cái chân sát bên á, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân nè. Đây, hai chân này chụm lại thành một chân ha. Cũng đâm kim lần lượt vào cái chân ta chụm nè, kéo lên, sau đó đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn kế bên, kéo lên và kéo qua ba chân móc trên kim. Thì lúc này mình cũng giảm được một mũi ở cái phần mông của thân hươu ha. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mũi thứ ba nè, tiếp tục mũi móc đơn thứ tư cho chân thứ tư, mũi thứ năm, mũi móc thứ sáu. Ở cái hàng móc phía dưới ta có 7 mũi thì cái hàng móc phía trên này ta sẽ có 6 mũi móc đơn liên tiếp thôi ha. Và khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp này thì ta sẽ gặp cái chân móc tiếp theo là cái chân mũi chụm của cái hàng phía dưới á. Cái chân mũi chụm này với cái chân kế bên các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân ha. Ta cũng đâm kim lần lượt vào cái chân ta chụm nè, kéo lên, sau đó chân móc của mũi móc đơn kế bên, đâm kim và kéo lên và kéo qua ba chân móc trên kim. Ta cũng giảm được mũi thứ hai thẳng hàng với cái mũi móc giảm ở phía dưới ha. Tương tự ha, cái khoảng cách giữa hai mũi giảm này ta có 6 mũi móc đơn, thì bây giờ các bạn cũng móc cho mình 6 mũi móc đơn liên tiếp. Một, móc đơn thứ hai cho chân thứ hai nè, tiếp tục móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu. Được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì cái chân kế tiếp mà ta gặp sẽ là cái chân của mũi chụm ở hàng phía dưới. Chân mũi chụm này với cái chân móc đơn kế bên á, ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân nè. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha. Chân mũi chụm và cái chân kế bên, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Thì lúc này cái hàng móc thứ hai ở phần giảm mũi tạo phần mông á, mình cũng giảm ra được 3 mũi móc. Tiếp tục các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, và tương tự như cái hàng móc phía dưới á, các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái mũi chụm kế tiếp mà ta gặp ở đây nè. Và khi đã móc đến cái mũi chụm này rồi thì chân mũi chụm này với cái chân móc đơn kế bên sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Và lúc này cái khoảng cách giữa hai mũi ta chụm chân nó sẽ giảm dần nè. Hàng phía dưới 7 mũi, hàng phía trên 6 mũi thì tiếp tục sẽ là 5 mũi ha. Và sau đó sẽ là 4 mũi cho các cái vòng móc kế tiếp. Và khi giảm mũi thì cũng giảm cho mình ở cái chân móc mũi chụm cũng như là cái chân móc đơn kế bên ha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình xoắn ốc như thế này nè. Và mình cũng dựa vào cái mặt ở phía dưới á, cái mặt đáy ở phía dưới của thân hươu á, mà ta sẽ giảm đi tầm 4 hàng móc nha. Chia đôi ra các bạn sẽ giảm đi cho mình 4 hàng móc. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã giảm được 4 hàng móc nè, chia đôi 9 mũi ra ta sẽ lấy cái số ít hơn ha. Thì các bạn sẽ giảm ra được 4 hàng móc. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái phần bụng ở phía trước. Thì đối với phần bụng của thân hươu cũng làm tương tự giống như phần mông nha. Khi các bạn đã móc được lên 4 hàng móc để tạo cái phần mông phía sau á, ta sẽ gặp cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc ta thêm ở phía dưới nè, của cái phần thân phía trước. Thì các bạn cũng giống thẳng hàng tương tự cho mình ha. Đây là cái chân ta thêm mũi cuối cùng ở cái phần đáy của thân hươu nè. Thì các bạn cũng giống thẳng hàng tương tự lên cho mình. Sau đó cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc thẳng hàng với hai chân móc ta thêm phía dưới. Đây nó cũng tương tự giống như hàng móc đầu tiên ta tạo phần mông á. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo qua ba chân móc trên kim nè. 7 chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, tiếp tục móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Khi đã được 7 mũi móc đơn liên tiếp thì chân móc thứ 8 và thứ 9 sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim.
Tiếp tục 7 chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6 và móc đơn thứ 7. Chân thứ 8 và thứ 9 của cái cụm này cũng chậm lại thành một chân nè. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo qua ba chân móc trên kim. Thì như vậy cái phần bụng của thân hươu mình cũng giảm lại được 3 mũi móc. Tiếp tục móc xoắn ốc cho mình cho đến cái mũi chụm ở phía sau mông ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì đến cái thao tác lúc này các bạn cứ tương tự móc xoắn ốc cho mình nè. Cứ móc xoắn ốc cho mình giảm mũi ở cái phần mông tương tự như lúc nãy ha. Cũng giảm ở cái chân mũi chụm và cái chân móc mũi đơn kế bên. Cho đến cái phần thân ở phía bụng này cũng vậy. Giảm cái chân mũi chụm và cái chân của mũi đơn kế bên á. Các bạn sẽ móc lên cho mình 5 hàng móc để ta được 9 hàng móc bằng với tổng số hàng móc của cái phần thân đấy mà mình thêm ha. Cứ mỗi chân móc làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi ta gặp cái chân mũi chụm và cái chân mũi đơn kế bên thì sẽ chụm lại hai chân móc đó thành một chân và cũng làm tương tự cho cái phần bụng nè. Móc cho mình lên 5 hàng móc tương tự ha.